Rất là nhiều người thắc mắc là tại sao Hồng Loan lại có những cái giấy tờ và đi sang tên thừa kế rất là nhanh chóng và trong thời gian ngắn như vậy. Thì mọi người hãy xem hết cái video này ha, thì mọi người sẽ biết được cái nguyên nhân tại sao Hồng Loan lại đi sang giấy tờ nhanh tính như vậy. Có một cái gì đó nó không ổn, cho nên đã là người đốc thúc Loan cái việc cái thực hiện cái việc khai di sản. Thật ra bản thân Loan lúc đó Loan chẳng biết là khai di sản là như thế nào. Rồi sẵn cái câu chuyện này thì chị cũng hỏi luôn Loan là cái việc mà ai khi thời điểm nào thì ba em đưa sổ cho em, cái thời điểm đó như thế nào đó thì em cũng nói luôn. Tại hôm trước anh hai cũng luôn có nói, nhưng mà chị muốn hỏi Rõ anh ràng. chị là cái lúc mà ba cháu ngồi anh có thể nói thì mấy cái đêm đó là chị nghe cũng đi coi 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 nhà coi kịch gì đó, hai người cứ đi rồi học phụ với cô sáu kia phụ nhận thì cô sáu theo thì bên chỗ đó thì có mình nghe đôi chiếc lại anh đi hỏi cái bài nè thì kêu là anh kêu sáu đi lấy mình về đi ăn xong rồi anh đến hỏi là kia vô kia vô cái nào vô cái phòng chuyện cái đi vô hai cái con tập sự xong rồi cái ba nó đưa sắp giấy tờ cho em tập sự là cái nhà ba giờ nó còn giữ nhà mà đầu thì bắt đầu cái điện của ba bạn không biết tình hình sức khỏe của bạn sao, bạn cũng mệt lắm, không giữ nhắn lên cho ba để sau này có em chút mở là lo cho mấy đứa nhỏ đứa cháu của ba cái bà đừng nói vậy nhắn lên đi chị bệnh đi để mà sống chứ con có mình bà. Không có gì con sốc giúp ai con không ngồi con nên nói giữ đi nó giữ của bà rồi không có dài lắm để tôi biết cần thôi rồi sau đó thì rõ ràng là chú làm tất cả các giấy tờ thủ tục để mà một khi mà chú mất á, là Hồng Loan dễ dàng đi sang tên làm người thừa kế hợp pháp nha. Đây mọi người đã thấy đó, là chú đã chuẩn bị hết nên Hồng Loan mới tiến hành cái thủ tục rất là nhanh. Chứ nếu như mà chú không có chuẩn bị những cái thủ tục trước cho Hồng Loan á, thì Hồng Loan làm cái việc này cũng rất là khó khăn, không phải là dễ đâu mọi người. Làm thủ tục thừa kế rất là khó khăn đó, mọi người đã thấy ha, đã rõ rồi ha.